sự kiện và nhân vật. Chắc chắn rằng những ai quan tâm tới kiến trúc, quan tâm tới những câu chuyện liên quan đến kiến trúc ở Việt Nam, cái tên Võ Trọng Nghĩa hoàn toàn không xa lạ gì nữa. Đặc biệt là cho những ai quan tâm tới môi trường, tới sự thân thiện của môi trường, tới sự gần gũi của con người với thiên nhiên thì càng yêu thích hơn, đánh giá cao hơn về những đóng góp của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đối với những cái công trình mà do anh ấy sáng tạo. Và trong chương trình Văn hóa sự kiện và nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới đây kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người mà trong những năm vừa rồi đã đạt được những giải thưởng trong nước cũng như là quốc tế. Và cái điều thì cũng mang lại một cái niềm tự hào nào đó cho những người làm kiến trúc ở Việt Nam. Trở về Việt Nam với tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu của Đại học Tokyo, Nhật Bản năm 2004, Võ Trọng Nghĩa là kiến trúc sư đã tìm ra cho mình được một con đường đi riêng biệt và ý nghĩa, sử dụng kiến trúc để mang lại màu xanh cho thành phố. Từ nhà hàng, quán bar, trường học, nhà ở, tất cả các công trình của anh đều chú trọng đến yếu tố thiên nhiên, sử dụng vật liệu truyền thống và đều được xanh hóa, thân thiện với môi trường. Rất nhiều công trình của anh giành được giải thưởng tại những cuộc thi kiến trúc uy tín của thế giới như Giải Kiến trúc Thế giới, Giải Kiến trúc Châu Á, Festival Kiến trúc Quốc tế. Tháng 1 năm 2015, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã được hãng truyền hình CNN xếp vào danh sách kiến trúc sư tiêu biểu thế giới năm 2014, trở thành gương mặt được vinh danh tại chuyên mục One to One của kênh truyền hình này. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đón chào trong trường quay của chương trình Văn hóa, Sự kiện và Nhân vật bằng kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Cảm ơn anh Võ Trọng Nghĩa đã đến cho chương trình Văn hóa, Sự kiện và Nhân vật của chúng tôi. Cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên chúng ta đặt một cái lịch để gặp nhau, nhưng mà lần đầu tiên thì chúng tôi tìm ra một cái khe hở giữa những cái ngày bận rộn của anh để có thể có một cái cuộc trò chuyện với nhau vào một cái buổi sáng cuối tuần như thế này. Vâng, chắc là mình bận rộn. Trước tiên là phải nói lời chúc mừng anh cho rất nhiều những cái giải thưởng trong cái thời gian qua anh đã đạt được. Cảm ơn chị. Sau tất cả những cái giải thưởng đấy thì anh có cảm giác gì, tự hào này, tự tin này, hay là thôi thì cũng xứng đáng thôi với hàng chục năm học tập ở nước ngoài về kiến trúc như thế? Nếu mà mình có được cái thành quả hôm nay là chuyện tất nhiên. Cũng phải nói là nó cũng có những cái khó khăn của nó. Ở công ty mình là hầu như là toàn bộ mọi người là đều tu tập cả. Thành ra cứ làm, xong rồi có được cái đó thì tốt. Chưa có được thì cũng không sao. Và sau khi có những cái giải thưởng rồi thì mọi người vẫn cùng nhau kiên nhẫn, nỗ lực. Thậm chí là nỗ lực hơn bình thường nữa. Anh ra là mọi chuyện cũng qua đi rất là nhanh để vẫn tiếp tục nỗ lực bình thường. Anh vừa dùng từ tu tập. Tu tập ở đây là... ở công ty mọi người phải thiền từ 8 giờ đến 8 rưỡi sáng. Và từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Và để thiền được những cái thời gian dài như thế, mọi người đã đi thiền những cái khóa dài 10 ngày. Và mỗi ngày phải thiền 10, 11 tiếng đấy. Thiền định nó có rất là nhiều cái phương pháp rất là khác nhau. Thiền để tập trung, để trí não của mình nó được thông suốt hơn, hay là thiền để làm việc hiệu quả hơn, hay là để cái tâm mình tĩnh hơn, mình bớt sân si, mình bớt cái phần tham lam trong con người. Vậy thì cái mục đích của việc thiền của anh là gì? Thiền gì để mà thiền. Nhưng mà những cái kết quả mà mình đạt, tất nhiên là mình sẽ tập trung hơn, rồi là mình dễ dàng chấp nhận những cái điều xảy ra trong cuộc sống hơn. Trong đó bao gồm cả hai phía, tức là phía thất bại cũng được, mà phía thành công cũng được, và dễ dàng cho nó qua đi. Chứ không phải là mình cứ suốt ngày vỗ tay về những cái chiến thắng đó và sống trong cái chiến thắng đó thì không phải. Và ví dụ như là mình có như nào đi nữa thì về nhà mình cũng trở thành một người bình thường. Và mình cũng hiểu rằng là khi mà mình thiền được kỹ thì cái sự giao thoa về thiên nhiên ấy rất là tốt, vì mình là một cái bộ phận của thiên nhiên và cũng phá phách thiên nhiên, cũng làm cho ô nhiễm thiên nhiên mỗi ngày, thì thiền làm cho mình cảm thấy mình có trách nhiệm hơn và làm việc tốt hơn, và mình cũng thấy mình không là cái gì cả để mình sẽ nỗ lực. Vậy thì thật ra là chúng ta có phần giả nợ lại cái phần mà chúng ta đã phá thiên nhiên để phục vụ cho những cái nhu cầu, những cái lợi ích của mình. Vậy thì cho khán giả chúng tôi xem một chút về những cái công trình kiến trúc của anh, mà tôi nghĩ rằng có thể nó lấy phần nào từ chính cái triết lý mà anh vừa chia sẻ về thiền định đấy nhé. Đúng là như thế.
Thấy rõ ràng là trong những cái công trình kiến trúc mà anh và những cộng sự của anh đã sáng tạo nên cũng như là đã được giải thưởng, cái yếu tố thuận hòa, hòa hợp với thiên nhiên có lẽ là nó được đặt lên hàng đầu. Con người bằng cái hoạt động của mình, bằng cái việc làm xây dựng cả cái công trình kiến trúc và cái việc sử dụng năng lượng qua cái hoạt động làm kiến trúc đó là một cái yếu tố làm ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên nhiên khủng khiếp nhất. Thế nên trách nhiệm của người làm kiến trúc là làm thế nào giảm nó lại để đỡ phá với môi trường, với thiên nhiên. Ví dụ bây giờ là mùa khô, bình thường là thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ nóng phải 35-38 độ, bây giờ vẫn mát như mùa thu Hà Nội. Cái sự biến đổi khí hậu nó rất là rõ ràng, và chúng ta thấy là những cái đợt triều cường là ngày càng cao, và chúng ta gọi là triều cường lịch sử. Và thậm chí chúng ta còn đang cảnh báo với nhau rằng quận nào thì có thể thấp hơn mặt nước biển nữa, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và chúng ta một mặt có hoạt động phá hoại về thiên nhiên đó, một mặt nữa chúng ta lại gần gũi với Internet, với iPhone, với iPad, và thế là chúng ta lao đầu vào cái đó. Thế là cái khả năng giao thoa về thiên nhiên càng bị đứt đi. Thế nhưng mà khi mà mình ở một cái mức độ nào đó, mình có cái tâm tĩnh lặng, thì mình sẽ cảm nhận được cái nỗi đau của muôn loài. Nó dễ hơn, giống như là được mắt mình, cái tấm kính nó bị mờ đặc quá, thành ra là mình cứ thiền, mình lau dần cái đó đi, thì ra là mình có cái cảm nhận đó nó dễ hơn thôi. Tôi thấy là đồng ý là sự giao thoa với thiên nhiên trong tất cả những cái công trình kiến trúc của anh, người ta thấy cái yếu tố rất là mạch lạc. Và thật ra nó là từ bản thể của mình hay nó chỉ là một công cụ để mình làm việc? Một câu hỏi rất là hay. Cái số đông sẽ sử dụng cái đó làm cái công cụ giống như là một cái thứ một thời thường, nhưng mà rõ ràng cái đó nó phải cân xuất phát từ trong lòng của ông rằng tôi yêu thiên nhiên, tôi yêu những cái loài này, tôi cần phải bảo vệ nó, tôi yêu trái đất này, thì mới có một cái tính hệ thống mạch lạc. Rõ ràng là cái sự quyết liệt ở trong đó nó có mang tính chất hệ thống không? Hay là ông đơn thuần ông nghĩ ra một cái ý tưởng, ông làm như thế này để ông tạo ra một cái khác người khác? Hay là ông tự hỏi trong cái con người mình là mình có thực sự yêu thiên nhiên hay không? Và cái yêu thiên nhiên đó mình có thể hiện rõ trong cái công trình của mình không? Và làm ra những cái công trình nó ở đó như nó tồn tại lâu lắm rồi. Nó cũng rất là sáng tạo, nhưng mà nó lại gần gũi với người ta như là cái gì người ta đã nhìn thấy đâu đó rồi. Anh nghĩ này, tôi thấy cái tư duy này của anh nó cũng khác với khá nhiều người. Đó là nhờ một cái quá trình học tập ở tại Nhật Bản. Hay là có một cái phần xuất thân từ một mình chẳng hạn. Một cái vùng đất mà chịu nhiều thiên tai, con người phải đối mặt với tất cả những cái thảm họa của thiên nhiên, tất cả những sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà tạo thành cho anh một cái ý thức như thế. Cái nguồn gốc của cái ý thức đó thì mình không hiểu rõ. Nhưng mà khi mà mình chưa đi Nhật ấy, mình nghĩ ngay là đất nước Nhật là một cái đất nước kiểu những cái tòa nhà cao tầng hoặc những cái thứ hiện đại. Hóa ra đất nước Nhật là một trong những đất nước có nhiều rừng nhất thế giới. Phải nói là đến 70% diện tích đất là rừng. Và những cái cánh rừng mà mình có thể lái xe đi 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng trong những cái rừng cổ thụ, cái đó cũng là một cái ảnh hưởng.
Và rõ ràng là tôi sinh ra ở một cái vùng đất mà ngày xưa ở đó cũng đồng ruộng, rồi đồi núi, rồi rừng cũng bát ngàn thế. Và lúc trẻ thì vẫn đi chặt củi ở trong những cái cánh rừng đó, thế nên là cũng rất là thân thuộc với nó. Chắc là cảm giác mình ở giữa đó, mình cảm thấy mình yên ổn, mình thoải mái, mình cực một tí, mình vất vả một tí, nhưng mà mình vẫn cảm thấy sung sướng, mình bình an. Nhưng mà anh nghĩ này, cũng có người nghĩ rằng là đấy là một sự khôn ngoan. Bởi xu hướng của thế giới ngày hôm nay nói về môi trường rất nhiều, người ta nói về sự tôn trọng với môi trường, và đấy là một thẻ bài của một người thông minh chọn cái con đường đi của mình. Theo tôi, nếu mà mọi kiến trúc sư có thể sử dụng cái thẻ bài đó để làm con đường tốt cho mình thì nên sử dụng. Bởi vì là thêm một cây xanh được trồng ra trong thành phố này, nó là một cái điều vô cùng ý nghĩa luôn. Tức cứ đi tây tây trên cái ban công, người ta cứ trồng những cái bồn nhỏ nhỏ, người ta cứ treo lủng lẳng, rất là vất vả. Thế tại sao không làm cái nhà cho người ta có nguyên một cái mặt tiền, người ta trồng cho nó sướng. Bây giờ hiện nay tất cả các cái công trình bên công ty mình thiết kế là tôi chỉ hỏi câu duy nhất là có làm nhà cho cây không. Và người ta thì mới làm, đó là điều kiện đầu tiên và tiên quyết. Tức là bắt đầu chảnh rồi đấy. Không phải là chảnh nữa mà là những cái công viên mini đó nó đặt được vào trong thành phố, trời ơi, cây nhiều là chim về là chí chít đó, nó hot thì cũng mình cũng thấy. Tức là anh đang thỏa mãn cho chính mình trước. Rõ ràng là mình phải hiểu rõ là cái việc đó là cần cho mình, cần cho mọi người, cần cho xã hội và cần cho một cái thành phố. Nhưng mà có một giai đoạn thì có rất nhiều kiến trúc sư, 10 người kiến trúc sư thì tôi cứ tính là 7 ông, nhất là những công trình dân dụng chẳng hạn, thì sẽ nói rằng tại chủ đầu tư nói có nghe đâu. Không phải, cái đó tôi nghĩ là cái nguy hiểm nhất trong tất cả các loại nguy hiểm về tư duy. Vâng. Thứ nhất là, ví dụ bên công ty tôi làm ra 30 phương án. Vâng. Chủ đầu tư họ đến cho họ có hết những cái đó, nhưng mà tôi vẫn muốn chọn cái này vì lý do như thế. Thì bình thường chủ đầu tư họ bảo, thế là ông đã suy nghĩ kỹ cho tôi rồi. Vậy thì tôi mong muốn làm cái đó. Và rõ ràng là cái sự nỗ lực của mình đã đủ để chứng minh cho người ta là tôi đã nỗ lực về cái chuyện đó chưa. Tâm lý của người ta là người ta cần chúng ta tư vấn. Vậy chúng ta đã nỗ lực hết mình để làm cái vai trò của một người tư vấn hay chưa? Ví dụ như là cái công trình này tôi làm, thực ra là một cái quá trình rất là dài, là một cái thiết kế dự thi. Tôi làm cái phương án này, nhưng mà tôi để đó đã, tôi nộp bằng một cái phương án khác. Thì rồi sau khi thắng cái phương án đó rồi, tôi mới hỏi, nhưng mà có cái này hay lắm này, nhưng mà nó có thể là nó tốn tiền hơn một tí, nó có thể khó làm hơn một tí, nhưng mà anh sẽ được một công trình mà nó sẽ trở thành một điểm nhấn trong cái kiến trúc đô thị, anh có đồng ý làm không? Họ bảo tốt quá, làm vậy chúng ta làm cái đó. Thì có nghĩa là chúng ta cần phải kiên nhẫn đi vòng đến mức độ đó. Và trong số những công trình tôi làm, những công trình đầu tiên thì tôi bảo tôi làm free cho anh chị, nhưng đổi lại là anh chị cho tôi thể hiện cái ý tưởng của tôi muốn. Thì bảo, nhưng mà ví dụ như tôi chỉ có 2 tỷ thôi, tôi làm cái căn nhà đó, nhiều lúc mình làm đến 2 tỷ rưỡi thì mình vẫn bị lõm thêm 500 triệu tiền xây dựng nữa, nhưng mà rõ ràng là cái gì chả cần đầu tư. Vậy thì anh làm kiến trúc anh cũng phải cần phải đầu tư thời gian và chất xám, và kể cả là lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng. Vậy thì bắt đầu từ những cái công trình đầu tiên của anh rồi đến những cái công trình này, đấy là sự kiên nhẫn hay là một cái khoảng thời gian để mình đủ tự tin để mình kiên quyết chọn rằng là bây giờ nhá, bắt đầu từ đây tôi đã có tên tuổi rồi nhá, theo tôi thì phải là thế này, nếu không thì thôi. Không, thực ra là từ xưa vẫn thế. Có nghĩa là mình vẫn làm những công trình mà thỏa mãn cho chủ đầu tư, nhưng phải thỏa mãn mình. Và cái đó nó có tốt cho xã hội hay không, chứ không phải từ đầu đã thỏa hiệp ra, không có cái nào thỏa hiệp ở đây cả. Không làm được thì thôi, không có nhu cầu làm ra những cái thứ, tức là một cái công trình mà một cái lượng bê tông mình phải đổ xuống lớn như thế, mà cái đó nó thành một cái thứ rác rưởi, thì cái tôi đó là tôi vô cùng lớn. Tôi tưởng tượng là không phải là tôi đang nói một kiến trúc sư, mà tôi đang nói với một người hoạt động về phát triển, về môi trường vậy. Thì rõ ràng là bản thân tôi cũng là một cái sinh vật của thiên nhiên, không hơn không kém. Và như tôi nói lúc nãy là cái việc hành nghề kiến trúc sư và xây dựng nó đã phá môi trường và tàn phá trái đất này rồi. Và mình làm được đúng những cái việc mà mình nghĩ là nó tốt cho xã hội, cho thiên nhiên và cho con người. Vậy thì anh Nghĩa này, anh có bao giờ liên tiếp về những bài báo, những trang mạng xã hội nói rằng ông này lấy phong cách ở chỗ này mà ông này tỉa phong cách ở chỗ kia mà? Kể cả Steven Jobs cũng nói là sáng tạo cũng có nghĩa là một phần cóp nhặt lại. Và nghiên cứu khoa học ở trên thế giới, người ta cũng có một cái gọi là review.
Tất cả những cái người khác làm, xong rồi mình đặt thêm trên đó một cục gạch nữa. Cái này mới là sáng tạo, gọi là đẳng cấp. Những cái luận án ở Việt Nam toàn nói những chuyện đau to bù lớn khủng khiếp. Còn ở Nhật hoặc là cả cái đường tiên tiến, tức là nhân loại làm đến đây, anh đặt được cục gạch nào lên trên này không này? Thì cái gọi là sáng tạo. Còn cái việc cóp nhặt những cái nhà đâu rồi nhá, mà nó làm tốt nhá, ông xây nó còn tự trọng hơn cái việc ông thiết kế xấu quá. Đấy gọi là triết lý làm việc hay là cùn rồi, chắc rồi. Ít nhất là cho xã hội sử dụng kinh nghiệm của người khác, lấy cái trí thức đó để mang về để nói là cái đó là của mình. Không phải, mình phải chứng nghiệm từ bản thân mình, mình phải hiểu rõ cái đó. Nền tảng của nhân loại là chung, mọi người nên tận dụng tất cả những cái nền tảng đó. Và ví dụ như là áp dụng trong cái điều kiện khí hậu, điều kiện con người, điều kiện phong thổ, điều kiện văn hóa của Việt Nam, nó sẽ ra một cái thứ bản sắc Việt Nam. Còn bây giờ trong thế giới phẳng, một công trình nó trở nên nổi tiếng, làm gì có cái chuyện anh cóp người ta không biết. Vậy thì khi đọc những cái trang mạng ấy thì cảm giác thiền định nó có về không, hay là cũng nóng giận, cũng điên tiết? Thực ra là muốn phải cho một cái bập tai. Nói rõ là cách đây khoảng 4-5 năm thì tôi cũng rất là bực mình vào cái chuyện đó. Sau đó thì tôi mới nhận ra là mỗi người một ý. Vâng. Ví dụ như là nhìn một sự vật và hiện tượng, rõ ràng là người ta có cái kinh nghiệm, có những cái suy nghĩ và có cái tức là thành kiến và định kiến riêng của người ta có cách nhìn khác mình. Nhưng mà ví dụ tôi đọc trang mạng xã hội, tôi thấy có những người bền bỉ đi theo sự nghiệp của anh để tìm xem là nó giống ở chỗ này cái gì, nó khác ở chỗ này cái gì, nó hay ở cái gì, nó dở ở cái gì, và nó có hơi hướng ở đâu, nó có thể là bản copy ở chỗ nào không. Ngày xưa thì cũng có bực mình, hồi này thì cũng thực sự rất là thương. Tại vì khi mà thiền sâu tới mới thấy là một cơn bực mình nó bắt đầu nổi dậy ấy, thì mình quan sát được nó như một cái trận bão ấy ở trong lòng mình, và mình thấy nó khủng khiếp. Vậy thì cái con người đó ngày nào người ta cũng chịu những cái trận bão đó. Ôi đau đớn quằn quại khủng khiếp, là và mình bắt đầu cảm thấy rất là chia sẻ, rất là thương. Vậy thì anh có bao giờ tự so sánh mình với người khác không? Chắc là không. Tôi vẫn có những cái ước mơ, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ những cái con người họ làm tốt. Nhưng mà để so sánh tôi với họ thì chắc là không. Bởi vì càng đi sâu vào cái thế giới của mình, mình mới hiểu là mình là một cái thế giới riêng. Tất nhiên là chúng ta vẫn là hòa đồng trong một cái vũ trụ, nhưng mà rõ ràng là khác nhau. Vậy thì có bao giờ anh tự hỏi là thật ra mình mà mình có ảnh hưởng cái gì nhỉ? Mình có ảnh hưởng ai nhỉ? Ảnh hưởng thì có nhiều chứ. Ví dụ như là ảnh hưởng từ cái việc đi thiền đến cái tư duy của đạo Phật hay là của Thiên Chúa giáo chẳng hạn, nhiều chứ. Kể cả trong cái công việc chẳng hạn thì nó bị ảnh hưởng với những cái như thế. Tôi thấy anh dùng nhiều từ thiền, an lạc, bình yên, toàn những từ mà người ta cứ nghĩ rằng một thanh niên thời thượng trẻ như anh ít sử dụng. Có lẽ là loài người đang cố gắng nghĩ ra nhiều cách để giảm bớt chiến tranh, giảm bớt khủng hoảng, giảm bớt khủng bố, giảm bớt ô nhiễm môi trường, tất cả những cái thứ đó. Nếu mà chỉ đơn giản bằng cái phương tiện khoa học thôi thì như chị nói, nó là một công cụ không hơn không kém. Nếu mà muốn giải quyết phải làm sạch từ trung tâm làm ra, thì may ra cả cái khủng hoảng và cả cái xung đột đó mới tránh được. Anh Nghĩa này, tôi cho anh xem một cái clip hình ảnh này nhé. Cảm ơn chị. Vừa rồi cái clip hình ảnh mà anh xem được ấy, nó cho anh cái cảm xúc thế nào? Khi mà chúng ta đang sống trong một đất nước mà rõ ràng là như là một công trường lớn, đâu đâu cũng thấy xây dựng. Có rất nhiều những cái khu đô thị mới mà cái diện tích xây dựng nó chiếm rất là nhiều. Cái không gian công cộng ít, cái màu xanh ít. Tôi cũng có suy nghĩ về cái chuyện đó. Tuy nhiên là cũng nghĩ là không tự đặt lên vai mình quá nhiều trách nhiệm. Chỉ cần hỏi là mình có thể làm được gì. Và mình cứ nỗ lực tu tập của ai công việc đó mỗi ngày. Thì người khác nó sẽ giống như là cùng mọi người để làm được cả cái công trình nhiều hơn, cái đô thị nó trở nên xanh hơn. Và một mặt, ví dụ tôi làm một cái nhà 50 mét vuông,
nhưng mà đảm bảo rằng nó có 15 cái cây đường kính 20 phân ở trên đó. Là nó thành một cái công viên nhỏ nhỏ rồi, đúng không? Và vậy thì mình đặt những cái nhà như thế để mọi người cùng chia sẻ, mọi người làm theo cái đó. Và một mặt nữa tôi cũng cố gắng thuyết phục chính quyền về cái việc là nên đưa ra cái quy định là người ta cải tạo nhà hay là người ta làm nhà mới là cần phải có cái mái xanh mới cấp phép hoặc là mới hoàn công. Thì từ khắc người dân người ta có một lượng diện tích lớn để trồng rau sạch hoặc là trồng hoa hoặc là trồng bonsai hoặc trồng cái gì để trên mái người ta. Trước mắt thì người ta có thể không vui vì chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng về lâu về dài tất cả mọi người đều vui cả. Và kể cả là những cái khu đô thị mới, tức cái đó là họ rất là dễ, tại vì chủ đầu tư họ cần cấp phép để xây dựng cái khu đô thị đó. Và vâng, mời anh làm mái xanh hết, tôi mới cấp phép, tôi cấp phép liền cho anh. Thế nhưng mà mình có làm như thế hay không? Tôi nghĩ hành động là quan trọng. Và phải kiên quyết thì mới là quan trọng. Đúng rồi, kiên quyết và kiên nhẫn. Anh có thể đưa ra rất nhiều những cái mô hình khác nhau, những bản thiết kế nào thì cây xanh, nhưng nói cho cùng giải quyết tất cả những vấn đề ở trong đó mới là quan trọng chứ. Tôi thấy có rất nhiều kiến trúc sư chẳng hạn vẽ ra được, nhưng mà giải quyết ra làm sao, chất liệu nó ra làm sao, kết cấu nó như thế nào. 10 cái nhà ở Việt Nam xây, tôi cuộc với anh rằng có một giai đoạn 50% là thấm, đến mùa mưa là thấm, 99% là thấm, vì là người ta nghĩ là nó không thấm nên nó thấm. Còn ví dụ tôi đã xác định là nó có thể thấm, tôi làm thế nào? Ví dụ như tôi có thể làm hai lớp, tôi có thể làm vì cái mái dốc, thay vì họ hay đổ 1%, tôi bảo đổ hẳn cho tôi 5% cho nó dốc hẳn đi. Xong rồi cái cỏ và cái cây đó nó có cái hay nhé, là nó nằm ở trên đó, nó bảo vệ cái bê tông ở một cái nhiệt độ nhất định, nó không bị co giãn, là nó khỏi bị nứt, nó bị vỡ bê tông, nó thấm. Quay trở lại với những cái giải thưởng kiến trúc năm vừa rồi anh đạt được ấy. Như anh vừa chia sẻ thì thôi, bước qua rồi thì sẽ không ngoái lại nữa. Thế cái hướng tiếp theo của anh thì sẽ là gì? Thì vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm việc mỗi ngày. Và ví dụ như nếu được thì mình quan sát, mình không vừa lòng về cái gì, mình tức giận lúc nào, mình buồn vui về cái chuyện gì với ai, áp lực của công việc càng khủng khiếp ấy, mình càng quan sát được những cái phản ứng của tâm của mình một cách là rõ ràng, mạch lạc hơn. Và cái đó nó làm cho mình sẽ tiến bộ trên con đường tu tập. Vậy thì có lúc nào trong một cái khoảng khắc nào đó nó vẫn bị xen lẫn một cái suy nghĩ rằng tại sao mọi người cứ đến khu đô thị này để khoe là thiết kế của Úc đấy, đến tòa nhà kia là thiết kế Singapore đấy, đến tòa nhà này ôi thiết kế của Pháp đấy. Tốt mà. Cái chuyện đó cũng giống như tôi đang làm, đi qua Trung Quốc tôi làm bao nhiêu công trình, tôi qua Ấn Độ tôi làm bao nhiêu công trình, tôi qua Panama làm bao nhiêu công trình, họ cũng bảo là ô cái này là ông kiến trúc sư Việt Nam làm đấy. Thì cũng tranh thủ khoe nhỉ, cũng kệ họ thôi. Cũng không có vấn đề gì cả. Và ngày hôm nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều người nói về cái văn phòng kiến trúc của anh giống như là một điều tuyệt vời, bởi vì ở đấy nó có những người nước ngoài làm việc dưới quyền của anh, có người Việt Nam làm việc dưới quyền của anh trong cái công trình kết hợp cùng với anh. Đấy là một quá trình phấn đấu hay là một tư duy có tính chất toàn cầu hơn, sử dụng chất xám một cách khôn ngoan hơn? Thực ra là đó là cũng là một cái vấn đề, một cái bước có thể nói rất là khó khăn. Lúc đầu để sử dụng được các lao động nước ngoài để làm trả đủ lương cho họ bằng cái chi phí thiết kế Việt Nam là quả là một vấn đề gai gò. Nhưng mà từ đầu tôi vẫn nghĩ là có cái sự giao thoa về văn hóa trong đó nó sẽ có cái rất là hay. Ví dụ như là người Nhật họ nghĩ khác, người châu Âu họ nghĩ khác, người Úc họ nghĩ khác, người xứ lạnh họ nghĩ khác, người xứ thiền họ đi thiền họ nghĩ khác. Và cái mà tôi mong muốn nhất ấy không phải là cái mà tôi làm ra bao nhiêu công trình kiến trúc xanh, mà cái tôi đào tạo ra được bao nhiêu người có thể làm kiến trúc xanh mới là cái chuyện lâu bền hơn cái chuyện là tôi làm. Cái công ty nó thành như trường học để đào tạo ra những người có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trước tiên phải thuyết phục họ có cùng một cái tư duy giống như mình. Thực ra là mình trong đã khi làm trên cả một cái đất nước này người ta tiết kiệm từng mét vuông một để nhồi một cục bê tông vào đấy. À không, tôi đảm bảo với chị là với một cái căn nhà 50 mét vuông đất xây 4 tầng nó vẫn có 4 phòng ngủ và vẫn có 15 cây to trên nhà đó, đâu có bị lãng phí mét vuông nào đâu. Có nghĩa là thay vì là 50 mét vuông là ông có 50 mét vuông trồng cây đúng không? Nhưng ông có thêm 100 mét vuông mặt tiền nữa. Thì có phải là thành 150 mét vuông không? Thì trong hết 150 mét vuông đó nó đã là gấp 3 lần cái diện tích 50 mét vuông lúc đầu rồi. Có nghĩa là không hề lãng phí bất kỳ một cái diện tích. Chỉ cho nó được kết hợp một cách hợp lý. Hợp lý hơn, đúng rồi. Mọi thứ trong thiên nhiên bản thân của nó đã là hợp lý từ đầu.
con người cũng là một cái thứ của thiên nhiên, và cái con người là chỉ có một chấm không hơn không kém, và chúng ta không nói chuyện gì hoành tráng được hết cả. Cái đó là cái mà tôi thấy rõ nhất, và vì thế cho nên bao nhiêu cái chuyện tôi làm được hoặc là làm như thế nào cái chuyện đó không hề quan trọng luôn, mà không có cái gì gọi là to lớn hết cả. Chứ không bao giờ anh mơ ước, có rất nhiều người mơ ước rằng khi tôi chết thì tên của tôi sẽ phải được ghi ở chỗ này. À, tôi sẽ trở thành một nhân vật này. Cái tôi đó... bước đến đâu là bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ. Cái đó là khổ, không gì khổ hơn. Nếu mà tu tập không đến nơi đến chốn, người ta bảo là chết không nhắm mắt vì cả cái tên tuổi đấy. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều cho cái buổi sáng hôm nay. Tôi nghĩ rằng là nó rất là thú vị. Nó cho công chúng của chương trình văn hóa, sự kiện và nhân vật của chúng tôi lý giải được tại sao anh có được những cái thành công của ngày hôm nay. Lý giải được tất cả những công việc mà anh đang làm ngày hôm nay nó đều xuất phát từ một triết lý rất là mạch lạc, rõ ràng, chứ không phải là một câu chuyện của một người tìm ra cho mình một phương tiện để tiếp cận được đến thành công một cách khác hơn người khác một chút. Cảm ơn chị. Rất là thú vị ngày hôm nay được nói chuyện với anh. Vâng. Nó cũng sáng tỏ hơn cho bản thân tôi rất nhiều. Vì tôi cũng rất là băn khoăn, thành thật, câu hỏi thì tôi băn khoăn nhất luôn luôn là bản thể của người ta là như thế. Hay cái thứ mà người ta thể hiện ra nó là chỉ là công cụ thôi, để thành công, để chiếm lĩnh xã hội, để trở thành duy nhất trong một địa hạt nào đó. Thực ra là cái quy luật của vũ trụ là nó rõ ràng. Và nếu mà anh sử dụng một cái phương tiện nào đó giống như một cái bước để anh làm một cái mục tiêu nào đó thì nó cũng là cái chuyện tốt thôi. Vâng. Tuy nhiên là cái sự rõ ràng mạch lạc và liên tục và nó bắt đầu từ thân, nó sẽ bền hơn. Chúc anh có một năm mới an lành này. Vâng. Như anh nói là an lạc nữa. Yeah. Cho cả công ty của anh. Yeah, vâng, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Chúc chị ngày càng đưa đến được nhiều những cái chương trình để cho công chúng người ta hiểu rõ về sự quan trọng của cái việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và làm thế nào cho cái môi trường quanh chúng ta nó mỗi ngày một tốt hơn. Cảm ơn anh nhiều.